con đánh em mà biểu. Đi đi, tìm em đi. Đi đi, sao? Đi đi con, đi, đi tìm em chút nha. Sao? Con đi tìm em đi, đi đi con. Ông thương nghe, tìm em nghe. Con đi tìm em đi, nghe lời ông thương nghe. Đi đi, tìm em đi. Đi đi, đi đi con, đi đi. Tìm em đi. Sao vậy? Sao? Con đi vô coi em thử là gì đâu mà sao con ngồi đây? Làm coi sao ngồi buồn vậy con? Sao buồn hả? Gì đâu? Ngon. Ngon. Thôi nói nghe. Đây con, cho nằm đây. Sao em không ngồi với nhau mà sao con nằm vậy? Sao bảo em ra kia nằm mình ở kia vậy? Mấy con đứng xa lại. Sao? Sao? Em kịch lộn quá sao vậy? Giận nhau quá sao mà bỏ em nó ra kia nó ngồi với mình nó ngồi kia vậy? Chơi với nhau cho nó vui vậy sao bỏ đứa nằm chỗ vậy? Ngon. Sao lại? Nằm nó nghe. Chừng nằm nó nghe. Nằm nó đi lấy đồ ăn ra nghe. Hãy đi ăn nghe. Con ngồi đó ông đi nấu đồ ăn lên cho ăn nghe. Cho chị em ăn nghe ngon nghe. Rồi ông nấu đồ ăn này này. Lại đây ăn đi. Đây, quân này đây.
Gì gì? Không nói xong rồi răng nè con. Đây, răng. Bình viên. Con lại đây không? Đúng cho con ăn nha. Ô, chương mà. Ô, chào bé. Ô, chào chương mà. Không hỏi cho con ăn nha. Đúc cho con ăn nha. Gì ra đây con? Dì. Dì ra đây con. Lo nha. Anh ăn mầm cho nó nhanh. Cho nó nhanh khỏe nha. Ra đây ăn đúc này. Rồi. Dì dì, ra đây con. Dì, ra đây chứ sao nằm kiểu ông đó kêu ông đó. Ừ. Ra đây ăn với em này. Ăn đi. Ăn đi con. Giờ nào em thấy nó ra kêu nó không ra. Ừ, gọi nó nghe. Được không? Gọi nó cho nghe. Dì dì, làm gì không ra ăn mà đóng cửa vậy con? Ừ, dì mở cửa không coi. Ừ, đây ngon xa lại. Ừ, xa lại. Ông thương con mà sao con hơn. Ừ, sao? Ừ, con hờn ông à? Ra ăn với em nữa sao hờn vậy? Ừ, ông thương đứa nào như đứa nấy mà. Ừ, sao con ăn hờn ông à? Ừ, ông thương nhau mà, ông cũng thương con mà, đâu phải ông thương con đâu. Nghe, đâu có ăn nghe, ăn nghe. Ông đút cho con nghe, nghe. Sao vậy con? Ừ, sao lại? Con. Ừ, sao con hờn ông vậy? Ừ, ai nghe, ai không thương nghe. Ừ, ông đút con ai nghe. Lên này, lên đây. Lên đây, con thương nghe. Ôi chà, con thương nghe. Con buồn à, buồn gì con? Ừ, hờn ông hả? Em Di nó đâu mà, em Di nó đâu mà con? Trăm em Di mà con hờn ha, em Di mà hờn ông hả? Ừ. Sao vậy con? Ừ, ra đây ăn nhá, ăn đi con. Ui, thương như vậy. Ra đây. Ui, thương. Ui, cái mặt tội như vậy. Ui, làm cho ăn nha. Ui, như vậy, cái mặt gì vậy vậy? Ừ, ngồi đây cho ăn nha. Đúng con à? Ừ, con này. Sao con? Ừ, ăn như sao lại hờn gì mà chạy vô đó lúc này. Cho con ăn mà, ông thương con vậy. Ừ, con ăn nghe, ăn nghe. Ăn nghe con, ăn cho con ăn. Nè, đây con cho ăn nghe. Thương ra. Ăn nghe, tao phải chăm ăn nha. Ra. Đó, thả tay. Lòng nha.
là sạch vậy con. Bây giờ nữa. Giỏi quá, giỏi. Đưa tay ra. Tay. Giỏi lắm. Giỏi quá. Rồi, thôi nghe. Ngồi đâu có giận nghe chưa? Ông đi rửa chén nghe chưa? No, rồi đừng có anh chị em đừng có giận nhau nữa chưa? Đi rửa chén ơi. Anh à, tội không? Đâu con ngồi đâu, ngồi rửa chén rồi đi rửa nghe. Nghe ngồi chơi nghe. Chúc lên gì ra nghe. Nha.